Xin chào các bác. Ngày hôm nay thì có thể thấy là một công trình xây dựng rất là quy mô, là cái niềm mong mỏi của bà con nhân dân hai tỉnh Nam Định và Ninh Bình. Đó là đại công trường xây cầu vượt sông Đáy dài 1,2 km nối giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định. Và những trụ cầu đầu tiên của dự án cầu vượt sông Đáy dài 1,2 km trên tuyến đường bộ ven biển Việt Nam đã hoàn thành. Thì trong một số video clip trước em đã cập nhật thì hình hài cây cầu nối giữa hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định đã được lộ diện, nhưng mà hôm nay thì sẽ cập nhật mới những gì chi tiết của cây cầu này. Và khi mà em đứng ở bên phía xã Nghĩa Hải của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thì đã thấy là các anh chị công nhân và các kỹ sư đã gấp rút xây dựng, còn phía bên này đang là phía bên Kim Sơn. Đó, mọi người có thể thấy là định hình cây cầu đã được theo một nét rất là liền mạch và rõ ràng. Phía bên kia thì là một cái cung đường rất là rộng để nối ra khu công nghiệp Aulola của thị trấn Lạng Đông, phát triển kinh tế biển rất là thuận lợi cho kinh tế biển của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, và có giá trị thông thương giữa tỉnh Nam Định, đặc biệt là huyện Nghĩa Hưng với tỉnh Ninh Bình. Và tiếp theo đó là nối liền theo cái cây cầu Thịnh Long và đã được khởi công và xây dựng hoàn thành vào một khoảng thời gian không xa đã hoàn thành. Và như vậy là rất là thuận lợi cho sự phát triển của hai tỉnh và gắn liền luôn vào huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, hai cái huyện phát triển kinh tế biển cực kỳ mạnh mẽ của tỉnh Nam Định. Và cây cầu này, đại công trường xây dựng cầu vượt sông Đáy nối giữa tỉnh Ninh Bình và Nam Định được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2021. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình giai đoạn 1 được khởi công xây dựng. Dự án này thì do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông của tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, với tổng số vốn khoảng 682 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình nằm trong quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và có tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3,25 km, trong đó phần đường dài khoảng 2 km, phần cầu vượt sông Đáy dài gần 1,2 km. Sau 6 tháng triển khai xây dựng thì đến nay đơn vị thi công Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi ở tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành được khoảng 20% khối lượng công việc tính đến tháng 6, và hiện nay thì đã đến tháng khoảng gần giữa tháng 7 rồi thì cũng rơi vào khoảng khả năng là được khoảng 25 hoặc là gần 30% rồi mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là những cái định hướng cầu đấy, cái đường thẳng này thì trước thì quay nó đã ngắn bằng 2/3, nhưng bây giờ đã định hình ra dài là quá giữa sông rồi, để định hình cây cầu theo cái chiều thẳng sang bờ bên kia. Và ông Ninh Quang An, đại diện đơn vị nhà thầu thì cho biết đơn vị triển khai xây dựng cầu vượt bắc qua sông Đáy nối giữa hai tỉnh Ninh Bình và Nam Định của dự án trước, sau đó mới triển khai làm đường theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng. Cầu vượt sông Đáy được xây dựng trước vì không phải giải phóng mặt bằng nhiều, bên cạnh đó cũng sẽ đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng để làm đường đang được chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thi công. Còn phía bên Nam Định thì mọi người có thể thấy là đường đã được xây dựng cơ bản là xong xuôi rồi, 70-80% rồi, chỉ đổ mặt đường các thứ nữa thôi, còn tí một đoạn cuối cùng thôi. Còn ở tới chỗ khu 8 Lạng Đông thì đã cơ bản là tương đối rồi. Và trên công trường xây dựng cầu vượt sông Đáy có chiều dài 1,2 km thì nhà thầu thi công xong đường công vụ, mặt bằng công trường, lán trại, trạm biến áp phục vụ thi công ở phía bờ bên tỉnh Ninh Bình, bên tỉnh Nam Định thì một mũi thi công thì cũng đang xây dựng phát triển nhà thầu.
Thực tế mà nói thì đã xây dựng xong hai trụ cầu T21 và T22 và bây giờ đang sắp hoàn thành T23. Đơn vị đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục cọc khoan nhồi từ trụ T13 đến T21, đẩy nhanh tiến độ. Thời gian sắp tới nhà thầu thì sẽ thi công là 3 mũi với 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ như dự án được phê duyệt. Ông Ninh Quang An đã cho biết là như vậy. Và theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình cho biết thì đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa to lớn trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình cũng như Nam Định. Từ khi bắt đầu triển khai dự án thì đơn vị đã tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước thời gian đề ra. Mọi người có thể thấy là cung đường mà từ chỗ khu 8 Lạng Đông ra đây thì đã xuyên qua cánh đồng rất là thẳng rồi, và mọi người và những máy móc vẫn đang tích cực thi công xây dựng. Công trình cầu vượt sông Đáy khi hoàn thành thì sẽ nối đôi bờ sông, một bên là xã Cồn Thoi của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, còn bên này thì sẽ là xã Nghĩa Hải của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cây cầu này sẽ kết nối giao thông liên vùng ven biển nhằm phát triển kinh tế xã hội ở vùng bãi ngang Nam Định, Ninh Bình, củng cố an ninh quốc phòng, tạo thuận lợi trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và có ý nghĩa phát triển kinh tế biển giữa hai huyện Nghĩa Hưng, Cồn Thoi và Hải Hậu của tỉnh Nam Định. Bà con có thể thấy là những cái máy móc đấy đã được những anh chị em công nhân và các kỹ sư đang tích cực làm việc ngày đêm. Đường đã được múc lên san phẳng, đấy, múc bùn lên, máy múc vẫn đang tích cực làm việc ngày đêm. Trước kia thì có vẻ là sẽ ít máy móc hơn bây giờ, nhưng mà có lẽ là một vài tháng trở lại đây được đầu tư máy móc rất là nhiều. Ở một đoạn đường chỗ này đã 45 cái máy múc rồi, rất là nhiều máy máy xúc, máy múc để làm cho công trình có tiến độ nhanh hơn, đạt được yêu cầu. Và rất vui được chia sẻ đến anh chị em, bà con cô bác đến những cái hình ảnh, cập nhật những cái hình ảnh mới nhất về cây cầu vượt sông Đáy này. Khi mà có được cái tuyến đường này thì sẽ rất là thuận lợi khi mà đi từ khu 6 Lạng Đông đến khu 8 Lạng Đông. Mọi khi thì đi cái cung đường rất là sóc, dàn sóc. Thật sự là khi mà bà con đi từ khu 6 Lạng Đông đến khu 8 Lạng Đông là một cái cung đường khá là khó chịu, đường rất xấu, rất là khó chịu. Nhưng mà khi mà cung đường này hoàn thành thì có lẽ là đến khu 8 và khu 9 Lạng Đông từ thị trấn Lạng Đông xuyên lại đây thì chắc chắn là một cái điều quá là tuyệt vời cho bà con huyện Nghĩa Hưng muốn đi sang tỉnh Ninh Bình hoặc là đi về cầu Thịnh Long, rất là dễ và thoải mái, có thể nói là như đường cao tốc luôn. Một cái công trình xây dựng mang giá trị, ý nghĩa rất là to lớn, và đặc biệt là khi mà ở trong xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Lạc cũng đang xây dựng một cái cầu vượt, và có thể nói là có lẽ là cũng sẽ xây dựng một cái cây cầu ở nối Đò 10 sang huyện Nghĩa Hưng, từ xã Nghĩa Sơn sang huyện sang Kim Sơn thì là một cái điều rất là hợp lý và tuyệt vời, phát triển kinh tế tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Hôm nay thì xin gửi đến bà con video clip về cập nhật tiến độ xây dựng của cầu vượt sông Đáy đang được gấp rút thi công. Xin chào bà con và hẹn gặp lại các bà con trong những video clip lần sau.